2011. Bài con thấy đẹp không? Vàng lông bên ngoài cực kỳ là xuất sắc nha. 21 form mới hàng G luôn, G xịn. Hai túi khí nha. Mặt ca lăng trước nguyên bản của đời 2011. Rim theo xe cô chú anh chị ạ. Xe này nói chung là không có một ngày giờ độ chế. 86 Phan Thiết, một cái mức giá cực kỳ là ok. Báo giá ngay từ lúc ban đầu để không làm cho bà con cô bác phải hồi hộp và phải suy nghĩ về giá nữa. 230 triệu được chưa? Bà con mua Trần Anh sẽ bớt cho bà con 10 triệu. Còn 220 triệu hỗ trợ cô chú anh chị góp lên tới 40 triệu. Bà con đưa trước 180 triệu bà con lấy xe. Với số tiền này thì Trần Anh nghĩ là hợp lý để anh em về anh em có một cái phương tiện mà che nắng che mưa, chạy dịch vụ, chở gia đình, kiếm thêm thu nhập. Rất là very good. Ngày đầu khởi nghiệp em cũng đi một em Innova, cô chú anh chị nha. Mang lại tài lộc sắc xuân cho mọi người, được chưa? Dàn mâm nguyên bản của dòng Innova nè. Bốn quả vỏ khá là mới. Nước sơn, sơn si bên ngoài người ta tạt qua một nước sơn rồi. Tích hợp mẫu này chúng ta sẽ có xi nhan trên gương chiếu hậu. Đầy đủ các tính năng nha cô chú anh chị. Sơn si thuần mình đẹp lắm. 21 nha bà con. G xịn sẽ có cả miếng da. Đó là form dáng của em G. Đó, anh chị có đẹp không? Báo đẹp cho anh em luôn. Vỏ nè. Cặp vỏ đầu mới, cặp vỏ sau hơi mòn, cặp vỏ sau đâu đó được 50-55% thôi. Ghế này nguyên bản là ghế nỉ nè. Ghế nỉ nguyên bản nguyên rin hết nha bà con. Trần Anh và Trần Anh cũng báo luôn, mẫu này ngày xưa em ấy có chạy dịch vụ nha. Mà về chủ nhà lâu rồi thì em bán một cái mức giá quá rẻ cho anh chị đi. Bán còn thu cả đời 2006 hàng G nữa. Trần nỉ hết ba dàn lạnh, một trước hai sau. Xe sạch sẽ, màn hình cam dê full hết rồi, tắp bi tắp lô nè. Vân gai của em nó còn theo xe hết. Keo chỉ nè, được cái keo chỉ liền lẹt nha cô chú anh chị. Không có dấu hiệu đâm va móp méo. Mâm nguyên bản hết. Kính là autoplan, là kính rin. Kính Innova mà có chữ này là kính rin. Hai bên là autoplan cô chú anh chị. Bên kia cũng vậy. Được chưa? Đó, từ phần ghế này sạch sẽ không? Số má nè. Bao phê luôn. Vô lăng 4 chấu. Hai bên sống gân là không có đâm pha bóp méo. Tắp bi tắp lô đẹp. Keo nè. Keo hầu như là keo rin hết. Được cái liền lạc không cứng không lỗi. Chạy được 224.575 km rồi. Nha cô chú anh chị nha. Máy lạnh AC mở phải có lạnh. Innova đi nói chung là nồi đồng của đá từ xưa đến giờ. Anh em nào lấy mẫu này về chạy dịch vụ rất là ok. Dòng này thích hợp là có xi nhan trên gương chiếu hậu đầy đủ các tính năng. Cho anh em là hai trang bị bên đây là hai túi khí bên phục bên tài nè. Đẹp không? 7 chỗ ngồi là 7 ghế nỉ hết toàn bộ. Nè, thích hợp xi nhan đầy đủ. Cục máy chạy qua thời gian cũng canh chỉnh rồi, báo luôn. Chứ không thể nào mình nói xe nào mình cũng nói rin được đâu. À, cô chú anh chị chạy thời gian mà con biết không, nó già máy là bắt đầu người ta đưa vô, người ta bảo dưỡng, người ta làm thì bà con có bác khỏi làm. Cục máy nổ êm ru, mẫu này chắc chắn bà con là không có tí độ hơi nhớ mới chủ nhà vừa thay. Từ hệ thống boe cảm biến gió đầy đủ các tính năng trên chiếc xe, em đang sử dụng toàn bộ hệ thống IC. Và đây là đường dây điện câu nguyên bản của ruột gà, là không có dấu hiệu là câu lằng nhằng. Ở G sẽ có ABS nha anh em. Dàn trước nè, liền được cái liền. Đây bà con nè, sạch sẽ. Nắp capo nguyên bản của dòng Toyota nè. Keo rin hết toàn bộ, không cứng không lỗi. Đó vậy thôi. Thấy giá hợp lý không? Anh em thấy giá hợp lý anh em alo cho Trần Anh ô tô. Nói chung là mẫu này là đăng kiểm tháng 5 năm 2024 mới đăng kiểm luôn. Hỗ trợ anh em hết mình luôn. Xe sạch sẽ nha, gọn gàng. 2.0 lít. Đâu đó rơi lanh quanh cho anh chị 9 lít. 9 đến 10 lít quay đầu. Khi bà con chạy có tải thì với là tầm 10 lít nha. Có tải là sao? Có tải nghĩa là bà con chở đồ đạc nè. Cái thứ hai bà con chở 7 người nè. Bà con đi đường đồi núi thì nó nằm rơi cho cô chú anh chị là trên là 10 lít thôi. Còn bà con chạy không tải, chạy đường trường giờ thì 9 lít thôi ạ. Sạch sẽ không? Đó, tay nắm trên trần, dây đai bảo hiểm an toàn đầy đủ hết. Phía sau toàn bộ là hệ thống ghế nỉ rin nguyên bản. Ở trong đinh bấm nè, sạch sẽ gọn gàng. Keo chỉ trong cánh sau nè. Không vậy thôi. Trần Anh sẽ quay nốt phần gầm.
Em quay nốt phần gầm mẫu Innova này cho cô chú anh chị cùng trải nghiệm nha. Đây là phần gầm xe nè. Đây phần gầm. Máy móc khô réo số rin, máy canh chỉnh số rin, máy có lèm, đó là báo luôn. Sạch sẽ không? Hiếm mà một cái điều Trần Anh để ý như thế này rồi. Hiếm khi cô chú anh chị nào review mà dám nói thẳng nói thật như Trần Anh. Tao dám nói thẳng nói thật. Chứ mình cứ sống thẳng sống thật đi, mình cứ xạo dối làm gì. Máy làm thì nói máy làm, cứ kêu máy rin, rin đâu ra mà rin. Được chưa? Làm thì khỏi phải làm, nguyên tắc của em sống là như vậy. Đó, anh em nào quan tâm mẫu Innova 2011 giá rẻ bèo thì alo cho Trần Anh ô tô nha. Em khép lại chương trình tại đây này thôi. Chúc bà con có một buổi tối vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình. Trần Anh see you and goodbye.